Các bạn thân mến, trong khu rừng mình sinh sống có rất nhiều các loài động vật khác nhau như voi, gấu, báo, sư tử, chim muông và rất nhiều những con thú khác nhau nữa đấy. Trong khu rừng đáng yêu ấy còn có rất nhiều loài khỉ nhé. Các bạn thấy hình ảnh các bạn khỉ có đáng yêu không? Trong khu rừng ai cũng yêu mến bạn khỉ con. Các bạn có biết tại sao lại như vậy không nhỉ? Câu chuyện khỉ con biết vâng lời sẽ giải đáp được điều đó đấy. Mời các bạn cùng xem video nhé. Khỉ con biết vâng lời. Một buổi sáng, khỉ mẹ nói: "Hôm nay khỉ con xuống núi đi hái trái cây nhé." "Vâng ạ, con chào mẹ con đi." Khỉ con mang giỏ trên lưng, rong chơi trên đường đi mà quên mất lời mẹ dặn. Khỉ con thấy chó cún và thỏ đang đuổi bắt chuồn chuồn. Tớ cũng muốn bắt chuồn chuồn. Vậy là khỉ rong chơi cùng cún và thỏ chạy đuổi theo những con chuồn chuồn. Đến chiều về tới nhà, khỉ con không mang được trái cây nào về nhà cho mẹ cả. Mẹ buồn lắm. Mẹ nói với khỉ con: "Mẹ thấy buồn khi con không nghe lời mẹ dặn. Bây giờ trong nhà không có cái gì để ăn tại vì sự mải chơi của con đấy. Con đã không đi tìm trái cây như lời mẹ dặn." Khỉ con biết lỗi cúi đầu: Con xin lỗi mẹ ạ." Khỉ mẹ cõng khỉ con trên lưng rồi đi tìm trái cây để ăn bữa tối. Khỉ con thấy vậy ân hận lắm, thầm nghĩ: "Từ giờ mình sẽ vâng lời mẹ dặn." Một hôm, khỉ mẹ bị trượt ngã chân, đau quá, không đi kiếm ăn được. Mẹ nói với khỉ con: "Mẹ bị đau chân lắm, không đi được. Con tự mình đi kiếm trái cây để ăn nhé." Vâng ạ. Khỉ con nghe lời mẹ dặn, mang giỏ trên lưng và chạy xuống núi đi tìm trái cây. Trên đường đi, khỉ con bẻ bắp, bẻ chuối và các loại trái cây cho vào giỏ để mang về cho mẹ. Khi lại thấy thỏ con và các bạn đang đuổi bắt chuồn chuồn rồi rong chơi la 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 la. "Khỉ ơi, đi chơi với chúng tớ đi, vui lắm, vui lắm." Không cần suy nghĩ, khỉ con trả lời ngay: "Các bạn cứ vui chơi đi nhé. Hôm nào mẹ tớ khỏe, tớ sẽ xin phép mẹ đi chơi với các bạn. Hôm nay mẹ tớ ốm rồi, tớ phải về nhà để chăm sóc mẹ tớ đây." Và thế là khỉ con đi về nhà. Mẹ thấy khỉ con về với thật nhiều trái cây thì mừng lắm. Mẹ khen: "Khỉ con của mẹ, con thật đáng yêu. Con đã biết vâng lời mẹ rồi. Cho mẹ ôm con một cái thật chặt nhé." Khỉ con mỉm cười hạnh phúc, ngả đầu vào lòng mẹ. Các bạn thân mến, có thể chúng mình có những lúc chưa biết vâng lời bố mẹ đúng không nào? Nhưng khi đã hiểu ra là mình sai rồi mà biết sửa sai, biết vâng lời như bạn khỉ con, thì chúng mình thấy bạn có đáng yêu không nào? Câu chuyện tại sao khỉ con rất đáng yêu hay và thú vị đúng không các bạn? Nếu muốn được cô Phương đọc thơ, kể chuyện hay tặng các bé yêu mỗi ngày như vậy, thì các bé hãy xin phép bố mẹ like, comment và chia sẻ video.
để thật nhiều bạn được nghe cô Phương kể chuyện, đọc thơ hay mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé yêu ở những video tiếp theo.